Triệu Voi là tên gọi khác của đất nước Lào. Nhưng em nói mọi người sẽ không tin, vì ở Lào chưa tới 1.000 con voi. Vào năm 1354, thời điểm đó lãnh thổ Lào có rất là rộng, voi hoang dã có rất là nhiều, nên vua Lào là Phả Ngưm đặt tên đất nước Lào là Lạn Giang, có nghĩa là Triệu Voi. Theo thời gian, voi và các động vật hoang dã bị săn bắt lấy ngà để bán sang Thái Lan, Việt Nam và đặc biệt là Trung Quốc. Nên bây giờ voi ở Lào chỉ có 400 voi nuôi và 450 voi hung xá. Em thấy ngà voi rất là đẹp. Nếu mà giết một con để đổi lấy thì không còn đẹp nữa. Em thấy rất là độc ác. Em mong mọi người ở Việt Nam tẩy chay những người sử dụng và buôn bán ngà voi. Chứ bây giờ voi ở bên Lào còn ít lắm, thương lắm ạ. Nếu mà mọi người còn tiếp tục như này ấy, khi sang du lịch Lào sẽ không có voi để ngắm, để cưỡi, để chơi với nó đâu ạ.